tướng Zelensky có thể sẽ thay thế Tổng thống Zelensky. Nga tuyên bố phá hủy hai bệ phóng Patriot của Ukraine. Nội bộ chính quyền Ukraine bất đồng. Liên minh cánh tả Pháp dự báo đánh bại phe cực hữu. Tỷ phú Musk tuyên bố nước Mỹ không có Tổng thống. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là các tin tức cập nhật nóng về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrovsky có thể thay thế Volodymyr Zelensky và đưa ra ý tưởng về các cuộc đàm phán với Nga, như cựu cố vấn Bộ Quốc phòng Mỹ. Đại tà Douglas Makorager tuyên bố trên kênh YouTube Jogging Freedom Chuyên gia này khẳng định có thể Sirusky sẽ trở thành người nắm lấy sáng kiến và nói rằng chúng tôi đã làm mọi thứ có thể, không thể làm gì thêm nữa, chúng tôi sẵn sàng đàm phán. Theo ông McGregor, tư lệnh quân đội Ukraine có đủ uy tín và thế lực chính trị để làm điều đó. Nga đã nhiều lần đề nghị giải quyết xung đột với Ukraine bằng hòa bình. Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý rằng, để bắt đầu đàm phán, Kiev cần rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ của các vùng mới của Nga, gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Theo tổng thống Nga, các hoạt động quân sự sẽ ngừng lại ngay sau khi Kyiv chấp nhận điều này. Thêm vào đó, ông nói Kyiv phải chính thức thông báo từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO. Moscow cần Ukraine có địa vị trung lập, không liên kết và phi hạt nhân để hòa bình. Tổng thống Zelensky đã từ chối đề nghị này, gọi nó là một tối hậu thư. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc tên lửa Iskander phá hủy hai bệ phóng của hệ thống tên lửa Patriot ở khu vực Odessa. Quân đội nga được cho là đang gia tăng các hoạt động quân sự nhằm phá hủy sân bay và tổ hợp phòng không của không quân ukraine. Chiến lược này đã trở thành yếu tố then chốt trong cuộc xung đột hiện tại với mục đích làm suy yếu khả năng và hiệu quả chiến đấu của lực lượng ukraine trong các hoạt động phòng không. Bộ quốc phòng nga trong một tuyên bố hôm 7 tháng 7 cho biết tổ hợp tên lửa tác chiến chiến thuật Iskander đã phá hủy hai bệ phóng tên lửa Patriot cùng một trạm radar của ukraine ở làng Yuzhne, vùng Odessa. Được biết trước đó, bộ này cũng đã công bố video phá hủy tổ hợp S-300 của Ukraine gần căn cứ không quân Mikorod bằng tên lửa tác chiến chiến thuật Iskander. Ngoài hai bể phóng, Ukraine còn mất máy dò tầm thấp, radar chiếu sáng và dẫn đường, xe điều khiển chiến đấu và một số phương tiện khác. Hệ thống Patriot được truyền thông phương Tây ca ngợi đạt hiệu quả chiến đấu cao trong các cuộc đánh chặn tên lửa Nga. Tháng trước có thông tin cho biết Mỹ, Israel và Ukraine đang đàm phán về việc cung cấp cho Ukraine 8 hệ thống phòng không này. Các đơn vị thuộc nhóm quân trung tâm của Nga đã giành quyền kiểm soát điểm dân cư Chikari ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 7 tháng 7. Thông cáo chiến sự nêu rõ, nhờ hành động tích cực, các đơn vị thuộc nhóm trung tâm đã đạt kết quả giải phóng khu định cư Chigari của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và cải thiện tình thế chiến thuật. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị của nhóm quân phía Bắc đã tấn công, đánh bại các nhóm quân đến từ 8 lữ đoàn khác nhau của Ukraine ở Kharkov. Quân Nga đồng thời đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của các đơn vị thuộc đội xung kích số 92, lữ đoàn Jager số 71 và Trung tâm Lực lượng Tác chiến đặc nhiệm Vostok thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị của nhóm quân phía Tây đã chiếm giữ các vị trí thuận lợi hơn và đánh bật nhiều lữ đoàn, trong số đó có lữ đoàn đặc nhiệm số 12 Azov. Lính đánh thuê nước ngoài gia nhập lực lượng vũ trang Ukraine thuộc đơn vị công ty The Chosen đã tham gia hành quyết các tù binh Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Bác sĩ người Đức Kaspar Groth, người từng là lính đánh thuê tại Ukraine đã thừa nhận thông tin này. Lính đánh thuê từ công ty The Chosen đã nói về việc bắn hạ các tù binh chiến tranh trong các cuộc trò chuyện nhóm. Những đề cập như vậy đã được ghi nhận vào tháng 10 năm 2023 và mới được công khai vào thời điểm hiện tại. Kaspar Groth thừa nhận rằng anh quyết định nói chuyện với các phóng viên của The New York Times vì cảm thấy cắn rứt lương tâm vì những vụ giết người phi lý. Theo The New York Times, nhiều tù binh Nga đã trở thành nạn nhân của những tay súng thuộc công ty The Children. Bác sĩ người Đức cho biết, sau một trong những cuộc đụng độ vào tháng 8 năm 2023, một binh sĩ Nga bị thương đã bị bắt giữ và cần được chăm sóc y tế. Trong khi một lính đánh thuê đang cố gắng băng bó cho anh này, hai tay súng của công ty The Children đã bắn vào tù binh Nga không có vũ khí việc giết hại tù binh chiến tranh là vi phạm Công ước Geneva. Và cuối tháng 5 năm 2024, Tòa án Nhân quyền châu Âu ECHR đã mở vụ kiện chống lại Ukraine về việc tra tấn quân nhân Nga. Phiên tòa có tên là Resnikov kiện Ukraine về vụ việc tù binh chiến tranh người Nga Denis Resnikov bị tra tấn. Anh bị ngược đãi khi bị giam cầm và con gái anh bị tống tiền. Cô bị ép phải chụp ảnh các cơ sở quân sự và đổi lại họ hứa sẽ ngừng tra tấn cha của cô. Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Oleksandr Dubinsky đánh giá, sự tùy tiện của nhân viên tuyển quân đang khiến người dân thất vọng. Ông kêu gọi chính quyền Ukraine suy nghĩ xem phải làm gì trong trường hợp cư dân của cả một ngôi làng có điều kiện vượt biên có tổ chức. Sự cố xảy ra ở vùng ivano frankiv khi người dân làng Vorokhata chặn đường cao tốc để phản đối việc quân đội lắp đặt trạm kiểm soát. Ông Oleksandr Dubinsky bày tỏ lo ngại. Tôi không hề tán thành cuộc tấn công nhằm vào các nhân viên tuyển quân ở làng Vorokhata, nơi một trạm kiểm soát bất hợp pháp được thiết lập. Nhưng tôi cho rằng những tình huống như vậy có thể trở thành một hiện tượng mang tính hệ thống. Nhiều người dân Ukraine đang đặt câu hỏi tại sao họ phải ra trận, trong khi những người bạn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều sang Mỹ hoặc ra nước ngoài. Trước đó, tại vùng Chuguyev, khắc cốp của Ukraine, xe ô tô của nhân viên tuyển quân đã bị tấn công bằng UAV tự sát. Hiện không rõ ai đứng sau vụ tấn công nói trên. NATO không có chiến lược rõ ràng về Ukraine, vì thế, liên minh này đang đưa ra những quyết định hỗn loạn. Theo ông Theodore Posto, cựu cố vấn lầu năm góc, tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của kênh YouTube Dialogue Works, ông khẳng định, tôi không thấy bất kỳ chiến lược nào từ NATO, họ luôn vội vã và tuyệt vọng. Chuyên gia Posto nhấn mạnh rằng, hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới sẽ khá khó khăn bởi nhiều nguyên nhân. Đầu tiên ông lưu ý, tại hội nghị thượng đỉnh, mọi người sẽ cố gắng tìm hiểu xem liệu tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có đủ năng lực trong vấn đề nào đó hay không và ông ấy nắm vững tình hình đến mức nào. Thứ hai theo quan điểm của chuyên gia, tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tới hội nghị thượng đỉnh như là vị tổng thống với quyền lực bị hạn chế nghiêm trọng. Nguyên nhân thứ ba là thủ tướng Đức Olaf Scholz không phải là một chính trị gia nghiêm túc. Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra tại Washington vào ngày 9 đến ngày 11 tháng 7. Theo lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Hoa Kỳ, ông Joe Biden dự kiến gặp Tổng thống Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh này. Zivim Dadelen, nghị sĩ Quốc hội Liên bang Đức từ Đảng Liên minh vì Lý trí và Công lý Sarah Wagenknecht nói rằng, Liên minh Bắc Đài Tây Dương với chính sách thiền cận của mình đã làm gia tăng khả năng tham gia trực tiếp của khối quân sự và cuộc xung đột ở Ukraine. Bà nói, chúng ta cần hòa bình thay vì NATO. Bà Dardelen kêu gọi ngăn cản Ukraine gia nhập liên minh ngoài ra bà gọi việc phân bổ kinh phí để hỗ trợ ukraine là vô trách nhiệm trong bối cảnh chính phủ cắt giảm chi tiêu cho giáo dục chăm sóc sức khỏe và cơ sở hạ tầng chính trị gia cho biết ở ukraine nguy cơ nato tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột đang gia tăng moscow nhiều lần nhấn mạnh nga không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào trong liên minh bắc đại tây dương nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của mình đồng thời vấn đề ngỏ khả năng đối thoại nhưng trên cơ sở bình đẳng và phương Tây phải từ bỏ lộ trình quân sự hóa châu Âu như tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý, Nga không muốn xảy ra xung đột quân sự trực tiếp với NATO nhưng nếu ai đó muốn, Moscow sẵn sàng cho điều này. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán khuyến cáo các bước leo thang căn dự của NATO và cuộc xung đột ở Ukraine có thể dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga gây ra hậu quả thảm khốc. Trong một bài xã luận đăng tải trên tạp chí Newsweek, ông Orbán nhấn mạnh sự tham gia tích cực của Hungary vào nhiều hoạt động và sáng kiến của NATO trong những năm qua, cũng như việc nước này tuân thủ mục tiêu của tổ chức về việc chi 2% GDP cho quốc phòng. Nhà lãnh đạo Hungary lưu ý, tổ chức khi đất nước ông mới gia nhập cách đây 25 năm là một dự án hòa bình và một liên minh quân sự để phòng thủ. Tuy nhiên, ngày nay thay vì hòa bình, chương trình nghị sự của NATO là theo đuổi xung đột, thay vì phòng thủ lại là tấn công. Theo ông Oban, ngày càng có nhiều tiếng nói trong NATO nhắc đến sự cần thiết hoặc thậm chí là không thể tránh khỏi của các cuộc đối đầu quân sự với các trung tâm quyền lực địa chính trị khác trên thế giới. Người đứng đầu Budapest khuyến cáo thái độ này giống như một lời tiên tri tự ứng nghiệm. Ông Oban cũng đề cập đến việc một số quốc gia thành viên NATO gần đây đã cân nhắc khả năng triển khai một chiến dịch của khối ở Ukraine. Sáng 8 tháng 7, hãng tin Reuters cập nhật về kết quả vòng 2 bầu cử quốc hội Pháp. Reuters cho biết, Pháp đối mặt với nguy cơ bế tắc chính trị sau khi cuộc bầu cử vào ngày 7 tháng 7 đã tạo ra một quốc hội treo, tức là tình trạng không có bất kỳ một đảng chính trị nào giành được đa số trong quốc hội sau bầu cử. Khi liên minh cánh tả bất ngờ giành vị trí cao nhất trước phải cử hữu, nhưng không có nhóm nào giành được thế đa số. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ tính đến 4 giờ sáng ngày 8 tháng 7 theo giờ Việt Nam, với 184-186 đại biểu liên minh cánh tả mặt trận bình dân mới, NFP đang giành vị trí dẫn đầu, Mặc dù giành thắng lợi lớn ở vòng đầu tiên, nhưng đảng cực hữu tập hợp quốc gia RN và các đồng minh chỉ giành được 141-143 ghế, hiện đứng ở vị trí thứ ba. Đứng giữa hai lực lượng này là liên minh chung sức của Tổng thống Emmanuel Macron, mất đa số tương đối và chỉ còn duy trì được từ 160-162 đại biểu so với con số 254 đại biểu trong cơ quan lập pháp nhiệm kỳ trước. Theo hãng tin AFP, không còn nhóm nào giành được thế đa số tuyệt đối trong vòng 2 bầu cử quốc hội, và điều này khiến Pháp không có con đường rõ ràng nào để thành lập chính phủ mới. Thất bại nằm ngoài mọi dự đoán của phe cực hữu, cho thấy chiến lược rút lui của mặt trận Cộng Hòa, mà nòng cốt chính là phe cánh tả thống nhất và phe của Tổng thống Macron đã phát huy hiệu quả. Các thông điệp và hướng dẫn bầu cử của các đảng này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cử tri. Trước đó, NFP đã rút 130 ứng cử viên và liên minh trung sức đã rút 80 người khỏi các khu vực bầu cử, mà phe cực hữu có ưu thế nhất để tạo cơ hội thêm điểm cho các đảng còn lại. Trước đó, báo Anh The Independent nhận định, bất kể là vòng 2 bầu cử quốc hội Pháp có kết quả như thế nào, cũng đều dẫn đến việc cắt giảm viện trợ cho Ukraine. Tờ báo này lưu ý, ngay cả trong kịch bản tốt nhất thì viện trợ của Pháp cho Ukraine cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng và không mấy khó khăn để hình dung rằng dù kết quả như thế nào chăng nữa cũng đều là thắng lợi của Moscow. Trong bài đăng trên mạng xã hội X mới đây, tỷ phú Elon Musk cho rằng trong suốt giai đoạn hình thành và phát triển, nước Mỹ nhiều lần thiếu vắng sự lãnh đạo của tổng thống nhưng chính phủ vẫn có thể hoạt động. Ông Musk bình luận ngay sau khi tờ New York Times đăng tải bài viết: Liệu nước Mỹ có cần một tổng thống? Nội dung bài viết nêu ra các hoài nghi về vấn đề tuổi tác và sức khỏe của Tổng thống Mỹ Joe Biden sau cuộc tranh luận trực tiếp với ông Donald Trump vào hôm 27 tháng 6. Nói về bài viết của New York Times, tỷ phú công nghệ cho rằng, một câu hỏi đúng thời điểm, rõ ràng nước Mỹ từng trải qua những giai đoạn vắng mặt sự lãnh đạo của Tổng thống. Bài viết của New York Times cũng nhắc đến vai trò của ông Biden tại Nhà Trắng và tầm ảnh hưởng của Tổng thống Mỹ với các thành viên nội các, cố vấn và đồng minh chính trị. Người viết bài bình luận trước đây từng nhấn mạnh ông Biden nên bị thay thế, đồng thời cho rằng cực kỳ nguy hiểm nếu ông tái đắc cử và điều hành đất nước thêm 4 năm nữa. Burkina Faso, Mali và Niger ký hiệp ước thiết lập liên hiệp nhằm tăng cường hội nhập sau khi ba nước này đều chọn rời khối ECOWAS truyền thống của châu Phi. Lãnh đạo ba nước đã ký hiệp ước liên hiệp quốc gia vùng Sahel tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức ở thủ đô Niamey của Niger. Động thái nhằm tăng cường hội nhập giữa các nước tuyên bố phát sau hội nghị cho biết, liên hiệp viết tắt là EAS. Lãnh đạo Niger mô tả hội nghị thượng đỉnh EAS là đỉnh cao của quyết tâm chung nhằm giành lại chủ quyền quốc gia. Ba nước này từng ký hiệp ước phòng thủ chung hồi tháng 9 năm 2023. Theo giới quan sát, động thái mới cho thấy ba nước quyết tâm từ bỏ cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS. ECOWAS đã đình chỉ tư cách thành viên đối với Mali, Burkina Faso và Niger sau các cuộc đảo chính lần lượt vào năm 2020, 2022 và tháng 7 năm 2023. Bà nước hồi tháng 1 tuyên bố rời khỏi ECOWAS, cáo buộc khối đi chệch khỏi lý tưởng ban đầu. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Trung Quốc, trong ngày 7 tháng 7 vừa qua, lực lượng cứu hộ đã lấp thêm được 87 mét đê bị vỡ, trong khi dự báo cho thấy miền Nam Trung Quốc sắp tới không có mưa lớn. Tờ báo này cho biết vụ vỡ đê xảy ra vào chiều 5 tháng 7 tại một phần bờ kè trên bờ hồ Động Đình ở tỉnh Hồ Nam. Đây là hồ nước ngọt lớn thứ hai ở Trung Quốc. Chính quyền địa phương ngay sau đó đã điều động hàng ngàn người và nhiều thiết bị được điều động nhằm khẩn cấp đối phó vụ vỡ đê. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng mọi vật liệu có thể để gia cố khoảng 87 mét bờ kè của bờ hồ Động Đình. Ước tính mỗi giờ các nhóm cứu hộ chỉ có thể gia cố thêm 4 mét đê. Theo Paper, khoảng đê vỡ trên hồ Động Đình ban đầu chỉ rộng khoảng 10 mét vào sáng mùng 5 tháng 7, nhưng tăng dần lên 225 mét vào chiều mùng 6 tháng 7. Nước từ hồ cũng gây ngập lụt một vùng có diện tích lên đến 46 km vuông. Trước nguy cơ vỡ đê, chính quyền địa phương đã cho sơ tán gần 6.000 người trong khu vực đến nơi an toàn ngay trong ngày 6 tháng 7. Hiện Trung Quốc vẫn chưa công bố thiệt hại về người trong vụ vỡ đê. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh youtube Thế Giới Nghiêng. Xin chào và hẹn gặp lại!